Rồi câu gì dài dài đây. Tại sao tụi con phải học về chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ để làm gì? Cái này ai ai cho con học thì con hỏi người đó chứ thầy đâu có cho đâu. Nào mà thầy cho thì thầy trả lời, còn ai cho thì con phải hỏi người ta cho đó, người ta trả lời chứ. Có phải là nhờ Bác Hồ mà mình mới có Phật học để học không? Sao con không nói là nhờ ông trời nè, nhờ ông hàng xóm nè, nhờ bà bán bánh mì đầu ngõ nè, đó, nhờ con chim nó bay trên trời mà nó không có đáp vô trúng cái đầu mình, thành thử ra mình còn sống để mình học đó, chứ không thôi là mình chết, mình đâu có học được đâu. Thành thử ra nó là vô cùng tận các yếu tố để mình có thể mình học được đó, mình cảm ơn hết tất cả luôn vậy đó. Hiểu không? Hám học luận lý đó là một kiểu ngụy biện đó. Mình chỉ lấy một điều kiện ra đó, mình che hết toàn bộ các điều kiện còn lại, mình đưa cái điều kiện đó lên ở vị trí tối thắng lầm nhất, và mình xem như cái đó điều kiện đó là không thể bỏ qua được, nhưng mà thiệt ra nó chỉ là một trong số các cái điều kiện mà thôi. À, may mặc thì có cô Tuyền, cô Tiền là thợ may, cô Tiền là thợ may cho nên cô Tiền rành bên đó. Còn bên nghệ thuật đó thì có hè này cũng có cái khóa nho nhỏ trải nghiệm mà có dính bên nghệ thuật đó, nó vẽ vời rồi các kiểu. Trước thì thường thường thì trống có thể trống thời gian thì hướng dẫn cho viết thư pháp, mà giờ cũng cúm kiết nó nhiều rồi, cái thời gian nó cũng không có nhiều nữa, cho nên thành thử ra cái đó là cũng không có được ưu tiên. Rồi còn ngoài ra thì có các cái cảm rồi hát rồi các loại hình nghệ thuật dân gian vân vân, mấy cái đó thì bắt buộc các bạn học tài năng đó là các bạn có cái phần đó, ai cũng phải làm được. Thành thử ra đó là không có phải chỉ riêng một hai người, ai mà tới T3 đó, học xong T3 rồi phải phải có mấy cái đó hết rồi. Mà các bạn bên bên T3 đó cũng chuẩn bị đó, hy vọng là thứ thứ bảy này có ai đó đó nhờ nhờ cô My đó mà hốt hốt hết đó mấy bạn mà T3 đó mà có đăng ký hôm trước đó. Cái thứ bảy tới nè có một cái buổi mà về cái tiết bổ trợ cảm nhạc với rèn tập thư văn ấy ha, mình hốt vô cho các bạn trình trình diễn luôn để các bạn nợ nần hoài. Cảm cảm nhạc có nhạc trẻ không, mình cảm nhạc đó con là thứ gì mà nó có giá trị mình mới cảm đó con, ha, cái thứ gì mà nó dạng vô giá trị rồi đó thì đâu có dám đem ra thì cảm đâu, con hiểu không? Mình cảm mình cũng phải lựa lắm chứ không thôi tới mình nhảy mũi mình chết sao. À đúng rồi, cô Tuyền. Đây, cô Tiền là thợ may ha, cô Tiền thợ may này, cái đó thì cô Tiền rành đó. Hồi trước thì thầy cũng học cổ, thầy trước thầy cũng học cổ, chỉ gì đó mình cũng phải học quá, mình không học đó mình sao không có thể đó mình tự lo cho mình được, mà muốn tự lo cho mình được mình phải rèn qua đó để mình biết. Thành thử ra cái hồi đó đó cái thầy cũng một cái máy may rồi cũng đó, cấp cấp tập đi học cái chỉ cho đó để mà cắt. Các cái thân áo rồi thân quần đó thì chị cũng phải học vậy đó. Cái thì có may á, thì may được cái bộ cái áo dài cách tân, áo sơ mi, mà áo sơ mi chưa chưa có may, áo mi sơ mi chỉ mới cắt thôi, cắt khuôn hay chưa có may. Quần tây đó cũng cắt khuôn đó chưa có may. Thì mình phải học chứ, mình phải học tại vì hồi hè năm đó thì thầy có hơi trống trống rồi đó, cái thầy mua dụng cụ đó thì đó đi học cô Tiền dạy cho để mà biết may. Thì thành ra đó thì thành xung quanh mình ai có cái gì hay đó mình phải gom mình học hết, bỏ uổng bỏ uổng. Vua cũng đông đông này nè. Ngày 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 mai là Tân là xuất hiện ở đây đúng không? Cung My thì với thằng nhóc nhỏ thì chắc là không có nhiều cái điều kiện, tại cũng đi phải đi ra ngoài ở đó. Như Tân là tại vì đó tối thứ sáu đó thường thường đó thầy với cô Tuyền đó là có tập cho
là cho thằng ký gặp hát nhạc rồi cảm nhạc rồi đó, cho nên ngày mơ đó, ngày mơ thứ sáu đó cái thầy lôi đầu con lên thì cho con hát. Mới mới tại vì mà con vô ổ rồi, con vô ổ rồi thành ra là con đâu trốn được đâu. Mà thường đó cái đó đó là giờ khuya không à thì mới trống đó, 10:30 tối đó tới tới 12 giờ, hơn hơn như vậy đó. À vậy đó hả, bạn Tư Linh là chuẩn bị học là T1 đó hả? Tôi hỏi hả, mà ví dụ như mình học chuyên sâu đó một thứ đó, mình làm sao học rộng được, tại thời gian ít ỏi quá. Thì thiệt ra cái thời gian con 24 giờ thì thầy cũng 24 giờ thôi, thì đâu có được lên 25 giờ đâu con. Con thấy không? Trời đó, trời đất này, quy luật này đó nó công bằng lắm. Ha, đâu đâu có thêm được giờ nào đâu. Mà sao thì học được mà con học không được. À, như vậy đó, như vậy đó. Thành ra mình phải phải nhín con, phải nhín chứ. Mà có trống ra mình tận dụng, trống là tận dụng, trống là tận dụng vậy đó. Hiểu chưa? Mình tranh thủ chứ, mình phải tranh thủ đó. Có điều kiện bắt buộc. Ừ thì trời ơi, tại vì đó ngày mơ là em vô cái gõ rồi, hả, đi vô cái gõ rồi đâu có cho trốn được đâu, phải lôi đầu lên. Tại vì đó ký nó đang tới cái lộ trình này, nó đang tới vọng cổ, nó đang tới giờ vọng cổ đó mà mới tập được 1 tuần rồi. Thật nói 1 tuần chỏ sang là 1 buổi á, như vậy là một một tuần được có 1 buổi. Phải tập. Phải tập chứ, mình phải biết chứ, mình là người Nam Bộ đó mà hỏi ra vọng cổ không biết thấy quê không. Mình đi đâu xa xôi phải đổi cái quần sẵn theo, tay ta hỏi mình không biết cái đem quần lên đội chứ, chứ nói cái xứ của mình đó, rồi tổ tiên dòng giống gia tộc mình còn không biết nữa. Trời ơi, mà hỏi tây hỏi tàu biết trơn nha, gì đâu có trước đó. Những cái đó là những cái cơ bản, đó là cái cơ bản đó. Giờ cái mặt cơ bản là mình phải có được. Thí dụ như cái người miền Nam mình á mà kêu mình hát chèo, hát ả đào, nọ kia thì chắc là hơi khó, chắc là hơi khó, tại vì sao nó không có nằm ở được cái miền của mình. Nhưng mình cũng phải biết biết đó, nó mình nói là cái đó người Việt Nam mình có rồi, cái đó của người Việt Nam mình nó nổi tiếng sao sao mình biết nhưng chứ nó cái gì cũng biết chân nó cũng kỳ, hiểu không? Phải tập chứ. Vọng cổ với cải lương nó khác nhau, con đâu có giống nhau, hai cái đó nó khác nhau. Là thêm một. Thích nhưng vậy đó hả? Tại vì đó mấy mấy này đó là do soạn đó mà là tối tối mũi là tối mặt hết trơn nha, cho nên thành ra đó không không có có kịp, không có sợ không có kịp, nên là phần mà nhắn nhắn người này người kia đó đó cái phải nhờ cô My, phải nhờ cô My đó, thấy cái ai phù hợp đó cái hú đi học. Cái làm sao đi học nhanh học sâu hả? Học nhanh mà còn sâu nữa hả? Trời sao tham dữ vậy, ham sao mà vừa nhanh mà vừa sâu được con, phải từ từ. Phải từ từ, nhất là mấy cái khó đó mình đừng có nghĩ là mình phải học nhanh thì đã bị tan dở cái niềm tin đó rồi. Khi mà thì đụng siêu lý đó, đụng siêu lý thì học đó cái thôi thì bỏ cái yếu tố nhanh đó qua bên. Thì thấy mình chẩu chuột ra chia chia đó, hồi đó đó mình học mấy cái kia mình nói dèo 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 à ha, mình muốn là mình học được liền à, không khó khăn cản trở gì mình hết trơn á. Vô siêu lý cái mình đứng hình vô siêu lý cái mình đứng hình cái thôi từ đó tới sau mình không có được cái tiêu chí nhanh nữa. Cái thì mình bỏ qua, mình phải đưa tiêu chí gì học sao cho siêng, tức là không có bỏ cuộc. Học siêu lý rồi đó cái thầy mới thấy là học làm sao mà không có bỏ cuộc đó, cái người đó mới giỏi. Còn mà học nhanh đó chưa chắc đâu, chưa chắc nó đạt tới cái gì đâu. Học mà không bỏ cuộc đó, nó mới mới thành tựu được. Còn mà sâu đó thì mình phải siêng mình mới sâu được, mà nhanh đó mà mình không siêng nó cũng không sâu được. Sâu là sao, là sâu là có những trường hợp ngoại lệ mình biết, những cái trường hợp ngoại lệ mình nắm hết rồi thì thành ra đó gọi là mình sâu. Vậy thì mình phải mò hết rồi, mà mình học cái kiểu mà thợ lặn vậy đó, mà học thợ lặn đó là phải kham nhẫn tinh tấn dữ lắm mình mới làm được. Thì cái đó là từ từ ra các mình có sự chiếm lĩnh tri thức thôi. Thời gian mình đâu có nhiều, cũng cũng là thời gian mình đâu có nhiều hết, mình đừng có sợ,
mình đừng có sợ cái đó, trời như như tốt rồi, bị bệnh giống tốt rồi, đừng có sợ cái đó. Mình nói gì nè, tôi có nhiều thời gian, tôi sẽ học được thôi, không có gì khó khăn hết. Ha, mình phải nghĩ trong đầu mình vậy đó, chứ mình học đó mà mình lo sau lưng cháy không mà, trời nó cháy tới mình, nó cháy tới mình đâu có lo tập trung học đâu, mình đâu có lo tập trung học đâu, hả không? Mà đó mình phải làm sao đó để cho mình tự mình á, tự mình đánh lừa cái tâm lý của mình. Tôi thoải mái đó, nay tôi học được, mơ tôi học tiếp nữa, mơ tôi học mốt tôi học nào được thôi. Tức là mình tạo cho mình cái cảm giác đó đó, ha, tự Linh phải hiểu cái đó rất là quan trọng luôn. Mình cái cảm giác học của mình nó không có bị thúc bách, nó không có bị cái dồn ép, mà nó không có bị chỉ tiêu, rồi nó không có bị thành tích, nó không bị cái nọ cái kia đó. Mình học nó thiệt sự thoải mái, nó vô dễ lắm. Mà mình học cho ghiếc đi, mà không có thời gian, không có thời gian mình học cho ghiếc đó, không bao giờ vô nổi đâu, thiệt sự không bao giờ vô nổi đâu. Mà nhất là với những cái kiến thức hàn lâm nữa đó, là mình càng ép mình như vậy đó là mình càng khó vô hơn, càng ép mình càng khó vô. Không sao hết, không sao hết. Mà cứ hỏi mà các bạn ở đây mà đi học siêu lý hay đi học luận lý đó là biết liền. Trời, các bạn đi học luận lý đó là tài tử lắm, ha, đi học tài tử lắm. À, nói chốt hôm nay thầy nói ra mình hiểu được nhiều này, hay nhéo. À, không hiểu đầy đọ sao hết, học cho mình cứ học thôi, đâu có gì đâu mình phải lo. À, thì sao, học nó dễ, nó không có sợ. Chứ đó mà vô cái thấy trời, cái trung tâm gì mà học luận lý nè, học triết học nè, học tâm lý hàn lâm nè, học mấy cái môn trên trời không à, rồi đứa nào mà dám học. À, nó nghe cái tên thôi là nó cuốn gối nó chạy mất tiêu rồi. Mà người ta vẫn học mà, ở đây người ta vẫn học bình thường, không sao hết. Ha, không sao hết, không có ba đầu sáu tay 12 con mắt gì hết, là do đâu? Trò là bởi vì người ta túc tắc từ từ, không có gì phải sợ hết, cứ kham nhẫn từng bước thôi. Những người xung quanh mình người ta làm được, người ta không có chết, mình sẽ làm được điều đó. Đó, mình có cái niềm tin, cái tiến mình đi trước như vậy đó, rồi mình siêng siêng năng à, là tinh tấn đó, bắt đầu mình mới có sao. Rồi sau nữa cái sao, mình chú chú tâm đi học là phải chú tâm vô, mình nhớ đó, chú tâm vô chứ mình không có sao lãng đó. Ha, đó đó, thì nhớ rồi chú tâm vô mình mới có trí tuệ phát sanh lên được. Để nó đi theo cái khuôn nó như vậy thôi đó. Học được. Ok cô Đào. Ok. À ok Nhi. Rồi ai có câu hỏi gì đó hỏi ha, không có đó là mình đi vô bài. Mình tới cái phần 2 la mã. Học biết nhiêu tuần rồi mới trang có 12 à. Hả? Trang 13. Trang 13 nhưng thiệt ra trang 10 có cái cuốn giá sách à. Các thủ thuật trong cái phép trực quan, trực tiếp và hoạt động, công cụ của ba phép ấy. Này. Cái khi trí à, mà đúng là tới chỗ này chưa vậy, tôi mở lên cái nó hiện cái chỗ này luôn là đúng chưa quý vị? Tôi có bị nhầm không? Như cơ có sai cái chỗ đó quý vị cho hay nha. Thì tôi không nhớ là trước mình học tới đâu đó. Để tôi lướt lướt lại coi. Đúng rồi, biển hồ qua rồi. Rồi, vậy là đúng rồi đó. Rồi, khi trí khôn ta nhận biết ngay một sự vật gì, một điều gì một cách dễ dàng, nhanh chóng mà không phải ngần ngừ hay là chần chừ đó, không phải xét đoán. Như lúc ta được trông thấy hình ảnh của sự vật ấy, thì tức là trí khôn ta đã nhận biết được sự vật ấy bằng phép trực quan. Vậy thì đó, quý vị thấy đó, cái chỗ này nè, xin thưa quý vị đó, đó là một cái quan niệm của tâm lý học về quá trình nhận thức, và vẫn còn cái sự tranh cãi rất là nhiều. À, vẫn còn rất là nhiều sự tranh cãi rất là nhiều. À, thì ở đây đó là ngày tách cái quá trình này ra nè. À, quá trình thấy đó và cái quá trình biết à. Cái trí khôn là nhận biết ngay một sự vật à, dễ dàng nhanh chóng, không phải chần chừ, không phải xét đoán, như lúc ta trông thấy. Như vậy rõ ràng là cái lúc ta trông thấy nó khác, mà lúc ta biết nó khác. Vậy thì quý vị thấy ha, nó là hay ha. À, trông thấy tôi ngứa ngày đó, thành ra đó tôi rất là mắc viết. Yeah, nhưng mà tầm cái này cái nóng máy rồi cho nên thành ra đó là viết cái nó bị không có ra chữ đó. Trông thấy
À, cái trông thấy đó, cái trông thấy này đó là cái công cụ nó là gì ha? Trông thấy nó là công cụ của nó là gì mà mình trông thấy được vậy ta? Thôi bất bất lực rồi, nó hết ga rồi. Trông thấy là mình thấy bằng cái gì? Mình thấy bằng lông mũi phải không? Phải mình thấy bằng lông mũi không? Mình thấy bằng cái gì? Ồ, trông thấy bằng mắt ha. Rồi. Mà ở đây người nói nó nhận biết. Vậy thì nhận biết bằng gì? Người nói là nhận biết nè. Một cái là nhận biết, một cái là trông thấy đó. À, vậy thì nhận biết sẽ bằng gì? Nhận biết sẽ bằng gì? Ờ, nhận biết bằng ý thức hay ở đây đó ngài dùng là cái từ trí khôn, ngài dùng cái từ trí khôn để mô tả cho chúng ta về cái mà chúng ta đó đã nhận biết khác với cái sự trông thấy. À, Tân có hỏi cái gì đó. À, ví dụ có một bạn học nhiều môn trung tâm quá bị dội, muốn học ít giảm lại, nói là để ngơi ngơi ra có thời gian. À, sao đi sâu hơn, ví dụ như à, sợ ăn nhiều chướng bụng thì có thể chỉnh tác ý như thế nào? À, ok. Thì thiệt ra đó, nếu mà muốn đi sâu cũng được mà. À, đi sâu á, thì mình phải học xoay quanh cái vấn đề đó. Thí dụ mình đi sâu nè, là mình đi theo tuyến nè. À, thí dụ nha, như học nói về Phật học đi. Thì muốn đi sâu vô Phật học thì bỏ trơn tất cả những môn khác, đi vô học những môn Phật học thôi. Thì mà môn Phật học nào là cũng phải học à, thì nó mới là sâu chứ. Mà mình nói đi sâu thôi nghe, nhưng mình học Phật học căn bản à. Kêu kêu bá mà mình đi học với duyên hệ ứng dụng á, thôi tôi đó phải học sâu ha, tôi đi sâu đó, tôi đi học nhiều quá trời không nổi đó, cái đó là nói xạo, hiểu không? Cái đó là nói xạo. À, chứ đi sâu phải học chứ không phải học xoay xoay quanh đó cái vấn đề mà mình muốn đó, hiểu chưa? Rồi đó, một cái đứa đó mà nó nói là tôi muốn đi sâu giáo dục thôi, phải học nhiều quá tôi mệt, rồi đi sâu giật cái nào giáo dục là rồi học hết rồi, xung quanh giáo dục đó là nó lụm hết vậy đó, thì cái đó đó là nó mới là không có bất nhất ha. Còn không thôi đó là nó bất nhất ha, bất nhất chắc là mâu thuẫn đó, được chưa? Rồi còn tốt đó là tôi nói rồi, tốt nó chuẩn bị đó là nó mở cái trung tâm ở Sài Gòn, cho nên thành ra đó tôi có cái gì là nó vô nó lụm hết nó không bỏ gì trơn ha. Nó gọi là vét cạn, nguyên lý vét cạn của đó. Vậy thì mình trở lại ở trong đây, mình thấy đó cái quá trình đó, từ cái quá trình mà thấy đó qua quá trình biết, quá trình thấy qua quá trình biết, thì trái với cái công cụ của tâm lý học đó, thì nó không có đi sâu được, nó không có đi sâu được để nó biết cái điều đó. Vậy thì khi mình nói đó trả lời là con mắt thấy, vậy thì khi mình trả lời là con mắt thấy, vậy khi lúc mà mình ngủ đó cái người ta mở cái con mắt mình ra đó cái mình cũng thấy nữa hả, mình có thấy không? Mình đâu có thấy đâu, mình đâu có thấy đâu, đúng không? Vậy thì ủa sao mà con mắt thấy được, con mắt không có thấy con mắt không có thấy. À, cái hỏi chứ cái thần kinh thụ cảm đó, nó phải nó thấy không, nó cũng không có thấy. Cái gì thấy? Cái tâm thấy. À, cái chi đó mà nó thuộc vào trong trạng thái của phi vật chất thì phải phi vật chất tiếp nhận nó chứ không thể nào là vật chất. Quý vị kịp cái đó không? Quý vị kịp cái đó không? À, thành thứ ra đó, cái thứ mà để thấy được đó là tâm nó thấy. Hậu mà tâm nó đứng ở đâu để nó thấy? Cái tâm nó đứng ở trong cái con mắt nó thấy. Nó đứng ở cái góc cạnh cái vai trò của con mắt để mà nó thấy là cái tâm nhận thức, cái tâm nhận thức, hiểu không? Rồi ngài ở đây dùng cái là trí khôn biết, cái trí khôn biết xin thưa quý vị chưa chắc đâu, có nhiều khi đó mà không phải cái trí khôn nó biết đâu mà là cái trí ngu nó biết á, quý vị có tin không? Quý vị có ví dụ nào mà cái trí ngu nó biết không, chứ không phải cái trí khôn à? Quý vị hiểu cái ý này không?
khi đó mà thí dụ theo cái chiều kích của ngài này trình bày ở đây đi, là con mắt thấy đi, rồi sau đó là trí khôn biết. À, đó ngài trình bày ở đây đó là theo cái của ngài nè. Hồi nãy đó tôi biết tôi phản biện từ từ nha, là mắt 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 thấy, rồi xong đó là trí khôn biết đó. Ngài ngài trình bày như vậy thì ý thứ nhất của tôi đó là tôi phản biện cái vấn đề đó là mắt thấy. À, mắt mắt tôi phản biện cái vấn đề là mắt thấy, mắt không thấy. Tôi đã đưa ví dụ rồi. Ủa mà hồi nãy giờ quý vị có ghi bài không vậy? Tôi mở cái này là file PDF, tôi không có điều kiện để tôi đánh lên. Tôi không có điều kiện để tôi ghi. Ha, mà quý vị là cần phải ghi đó nha. Tôi phản biện rồi đó, là con mắt thấy nó không có đúng rồi đó. Ha, cái bắt đầu đó, tôi mới bị phản biện thứ hai. À, không phải trí khôn biết, trí khôn chưa hẳn, chưa chắc, mà có khi nó là trí ngu ha, trí ngu chứ không phải trí khôn. Mà là cái trí thì nó gọi là trí, mà sao mà nó ngu, nó gọi là vô trí ngu, nó biết. Như vậy đó, thì cái bắt đầu cái mình tìm ví dụ nè để mà mình phản biện cho cái trường hợp này. Thì chưa chắc là trí khôn mà nó biết đâu. Tại vì khi mà mình gọi là trí khôn, tại là nó khôn rồi, nó có trí rồi. Nhưng có những trường hợp nó ngu muốn chết luôn. Ha, có trường hợp mình nó ngu muốn chết luôn. Thí dụ, tôi nói thí dụ một cái nha. Cái mình nhìn, mình thấy cái đứa mình ghét. Mình thấy cái đứa mình ghét là thấy bằng con mắt đúng không? Cái mình biết quạo liền. Trời, cái mình quạo nó liền, cái mình tức nó lên liền, mình khó ưa liền, khó chịu liền. Đâu hao cũng hao. Vậy quý vị, cái đó mình đâu có khôn đâu. Ủa, cái đó mình ngu mà, ngu thấy mồ luôn. Chứ chứ khôn đường háo. Quý vị kịp 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 cái ý không? Quý vị kịp cái ý đó không? Thì lúc bây giờ, ủa cái đó đâu phải trí khôn thấy đâu. Cái đó là vô, vô trí ngu. Cái vô trí ngu nó thấy rồi. Nó cái vô trí ngu nó biết rồi, xin lỗi, nó vô trí ngu nó biết rồi. Hành thử ra đó, quý vị mới thấy không có mình đổ cho trí khôn được, đổ cho trí khôn tội nghiệp nó lắm. Nó cái thấy cái đó, có biết cái đó đâu có chỗ phát trí khôn gì đâu. Vậy thì người ta không có giải thích được ha. À, vô vô trí mà còn ngu, nó đang nó đối lại với thằng trí khôn đó con. Tại vì cái trí mà nó khôn nó, cho nên là bây giờ nó trí thì nó là vô trí, khôn nó là ngu. Vậy thì cái gì, vậy thì cái gì nó biết, vậy thì cái gì nó biết, lại là cái tâm nó biết. Lại là cái tâm nó biết. À, mà đi sâu như thế đó là vô trong góc độ bản thể rồi, hay là hữu thể đó. À, mà đi vô trong cái góc độ hữu thể đó đó thì khoa học đương đại đó người ta không biết, người ta không hiểu được cái đó. Người ta không biết đó, người ta không hiểu đó, người ta không có cắt nghĩa được nó. Ha, người ta chưa có cái năng lực đó để mà thấu hiểu được tới mức độ như vậy. Thành thử ra đó là bó tay. À, như thế đó sẽ đòi hỏi mình phải qua một cái chuyên ngành mới đó, qua một cái lãnh lãnh vực hay một cái phạm trù mới để mà mình thấu thấu biết được mấy cái thứ này. Để đi vô Phật học. Thế trong đó thì nó lại có giải thích hết cho mình những điều như vậy. Được không? Quý vị được cái chỗ này chưa? Hiểu chưa? Ok, hiểu rồi ha, được ha. Vậy thì đó, nếu như đó mà mình viết đó thì cái chỗ này, cái đoạn đầu tiên này mình đừng có đưa vô. Mình đừng có đưa vô. Tại vì mình đưa vô là mình chết liền đó. Mình đưa vô á mình thể hiện mình hiểu biết, thể hiện mình nắm được đó về cái tâm lý học, nhận thức đó, hay là cái quá trình đó, nhận thức luận nó như thế nào. À, trong cái đoạn số 1 này nè, cái đoạn này là nó thể hiện cái sự hiểu biết đó của mình. Nhưng mà người ta mà hiểu biết hơn mình, cái người ta chỉ ra cái sai của mình quê, cho nên mình viết là phải cẩn thận, mình viết là phải cẩn thận. Ví dụ như cái này đó, cái mình có thể mình ghi vô à, theo cái cách nhìn nhận của cái môn tâm lý học hiện nay thì cái người ta đâu có nói mình sai được, cái người ta đâu có nói mình sai được. Các bạn kịp cái đó không? Viết đó mình phải thận trọng vậy đó. Cái người ta đâu nói sai đó, tại vì cái môn đó nó nói vậy thôi.
Còn mà thiệt sao đó tôi không có nói à, tôi không có nói cái đó. À, thì có chắc ăn hơn. Ừ. À, thấy nhiều người không có tiếng, nghe tới vụ Phật học á mới mới lòi ra được mấy vấn đề đó đó, là hơi bị giỏi, hơi bị giỏi thì kệ họ chứ, tại họ giỏi là họ ngu chứ không phải mình ngu đâu, nhớ không? Ừ. Chừng ở ngoài trời, ô không, tôi là tôi phải đi vô luôn, tôi phải đi vô luôn, đang tôi thanh lọc được chứ, chứ tôi đứng ở ngoài tôi đâu có thanh lọc được đâu, hà, tôi đi vô được đó, tôi đi vô trong cái đó, cái người ta giỏi tôi biết rồi, đứa này ngu mình không có nên chơi, và bữa này mình phải né né ra. Mà cái đứa đó họ nó tròn xe đôi mắt, nó hỏi tại sao, ha, nó đi vô đó nó hỏi tại sao trong Phật học nó lại nói được điều đó, tại sao mà trong đó nó có, tôi ở trong Phật học này mà tôi không biết đó, các bác mình nói ra đứa này được nè, đứa này nó có cái tâm cầu hiểu biết, ha, nó có tâm cầu hiểu biết, đứa này xứng đáng đó để mình nói ra, mà mới nói tới đó thôi mà trong bụng nó tự phán xét mình này, ôi cái người này ha mới tính, cái người này kia thôi mình đâu có nên chơi với người đó, à những cái đứa đó mình phải né xa ra cho mình có phép thử chứ, mình ở đâu đó mình cũng phải có đem theo cái chiêu ha để mình thử đó mà mình né, chứ ai mình cũng hốt hốt vô hết chết ha, thầy thì á thầy nhỏ con thầy ốm yếu đó, cái gì thì cũng không có điều kiện nên thầy ra đâu có dám, mình phải thử chứ, thử đó mà thấy ông ưng rồi mình loại ra liền, khỏe, khổ 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 mình khổ cực khổ chứ, chứ mà mình đi vô mình cực khổ đó mình chỉ dẫn nó cái kiểu kia chi vậy, đâu tiến xa được đâu, hiểu chưa? Câu vậy trả lời câu tại sao đó như nào, ô sẵn sàng đó gì đó, cái mà mình chừa cửa đó, mình khi mình đã chừa cửa là mình phải chịu chơi, hiểu không? Anh hùng thì không sợ mưa rơi, tức là bây giờ mà người ta vô tới ổ là mình phải đem ổ mình ra, thấy không? Đấy vì người ta tâm cầu hiểu biết mà, mình nó có cái ý nguyện là đi tìm kiếm những người đó, mình có ý nguyện mình đi tìm kiếm những người đó để mà giúp cho người ta thấu thấu rõ đó, thì mà có được cái người như vậy mình phải hoan hỷ chứ, không có người như vậy là phải hoan hỷ, rất là hoan hỷ chào đón đồ cờ lọng đồ giống này kia phải rước về chứ, bởi người ta muốn mà, ta muốn tìm hiểu vô lý hết lý do như vậy đó, hoan hỷ vô cùng luôn đó. Vậy thì bắt đầu mình mới vô mình trả lời cho người ta cái môn nào dạy cái chỗ đó, cái môn đó dạy cái đó nó bao gồm những thành phố nào chẳng đó, mình phải đi hết vô vậy đó chứ, chứ đó người ta muốn biết là mình phải đưa cho người ta chứ, còn mà những cái đứa đó mà nó không có muốn biết đó mà nó phán đại thôi, phán càn phán thí, sao mình phải liệt nó ra khỏi cái danh sách của mình, hiểu chưa? Chứ không phải đó, có trường hợp nghe ta hỏi sợ chạy trốn, trời đất ơi chạy về kiếm tôi núp bóng, chạy này người ta hỏi thôi, người ta hỏi mình thôi biết sao giờ, sợ quá đi, trời đất ơi tội nghiệp chưa. À, đó là về là mình dốt là mình chưa có hiểu biết hả, mà người ta hỏi vô đó cái mình biết mình sợ, sao là tại vì mình chưa có học đủ cho, mình phải học hiểu biết, mà ta hỏi đâu trả lời đó, hỏi đâu trả lời đó, hỏi đâu trả lời đó, được chưa? À, cấp một nó cậu thử ta chịu cậu à, dĩ nhiên rồi, ừ, đó cũng là một cách đó, nó cũng là một cách, thí dụ như đó cái mà thí dụ như cái người đó mà quan trọng với con quá đó, mà không có quan trọng với thầy nha, để thầy đó mà thầy thử vậy là thầy lỗi nó ra rồi, nhưng mà với con khác đó, cho nên thành ra thì phải phải nói xuống xíu nữa, cái bắt đầu con nói hỏng ấy đó, bây giờ nè giờ tôi bày ra mấy môn này nè, bây giờ bạn muốn tôi giải thích theo môn nào hả, không bạn chọn đi rồi tôi nói cho, ví dụ như bây giờ mà tôi nói theo cái đó đó mà tôi nói giáo dục cho bạn nghe được không, à bà không thích thì bây giờ tôi nói triết học cho bạn nghe được không, à mà bây tôi nói bằng triết học bạn không chịu đây tôi qua tôi nói tâm lý bạn được không, đó mình đưa ra như ra nhiều cái lựa chọn vậy đó hiểu không, ví dụ như cái người đó quan trọng với con quá đó mình bỏ không được thì mình phải bày ra thôi, nhưng mà với thầy nó khác đó mình thầy phải lựa vậy đó, được không, được được đi cũng được bỏ đi, cái mắc chi mình ngồi mình cực khổ, hiểu chưa, cái nó khác nên bày ra cái cách để mà đi đi làm. Như vậy thành đạt mình ghét mình quen thôi, người ta dạy cả người ta chuyện, người ta đâu phải chuyện mình đâu, mà người ta có hiểu biết đó thì mình chỉ không biết biết thôi. Cái đó cũng chưa biết nữa con ơi, chứ nhiều khi bữa nay được thôi cái ngày mai mình đâu biết được đâu, tận sợ ngày mai trúng gió cái đổi tánh này sao đâu biết được. Cho nên hôm nay mình biết hôm nay thôi chứ chuyện ngày mai mình cũng chưa chắc nữa.
Ai biết được, trời ngày mai tốt đổi tánh này sao? Chưa chưa nói được một điều gì. Rồi đó, ở đây ngày ngày so sánh hai cái thấy đó, giữa cái trí khôn nó như vậy. À, như vậy đó thì ông gọi đó là trí khôn ta nhận biết được sự vật ấy bằng phép trực quan, bằng phép trực quan. Thì mình không có nên gọi là trí khôn, mà không có nên gọi là trí khôn. À, mình chỉ gọi nên gọi đó là cái biết của mình thôi. Mình biết mà, mình biết thì mình gọi là cái biết. Như vậy thì chúng ta biết một cách trực quan thì nó đúng. Đưa trí khôn vô là tầm bậy liền á. Ha, chúng ta chỉ biết thôi thì mình gọi là biết thôi. Chúng ta biết một cách trực tiếp như vậy đó thì gọi là cái biết trực quan. Dùng cái chữ trí khôn vô đó cho nó có vẻ như nó tâm lý thôi, mà dùng vô cái nó sai. Dùng vô nó sai trên đụng mấy đứa siêu lý cái là nó quéo hết rồi. Rồi cái phép trực quan đó dùng nhiều cái thủ thuật, phép trực quan dùng nhiều thủ thuật. Một là quan sát những cái điều thực hiện. À, quan sát những cái điều thực hiện. Trực quan đó. Thí dụ ha, thí dụ như mình dạy cho cái học sinh đó làm đồ gốm. Biết biết gốm không? Nặng nặng cái tô chén, lọ hũ đồ các kiểu đó. Thì đó mình phải phải làm thử cho em nó coi. Mình phải làm thử đó, mình cho cái bàn xoay nó xoay rồi bắt đầu mình cầm cái đất làm sao rồi vậy đó cho nó nhìn thấy để mà nó làm theo. Hoặc là mình dạy cho đan lát, đan gỗ đó, đan nung một, đan nung hai đó. Thấy không? Rồi đó là mình phải uốn cho lại như thế nào đó để mà mình vô cái nẹp đó cho nó được dễ dàng. À, thì cái đó là mình phải làm cho nhìn thấy. Mà có ai trong đây biết đan rổ không ta? Trong đây có ai biết đan rổ bằng tre bằng trúc không? Ôi tốt tốt, có một bạn nè, được được cho vô vô làng làm học nhân minh được, học ngũ minh được rồi đó. Đâu có đứt tay, đâu có đứt tay, mình chuốt cái sợi nó rồi đó cô mi, không mình chuốt cái nòng nó rồi, đâu có đứt tay. Không biết không biết ha. Rồi gì đó hả? Sợ nó gãy thì đúng rồi, sợ nó gãy là nó gãy đó, là tại vì cái nang của con nó làm chưa tới, nó quá non hoặc là nó quá già đó, nó dễ gãy lắm đó. Ngũ minh nó là năm cái môn đó, mà ở cái giai đoạn sau đó là mình sẽ học giai đoạn này đó là mô hình của mình là mô giáo dục đó, giáo dục thăng tiến, mô hình giáo dục thăng tiến thì mình học tứ trụ, mình học tứ trụ trong bốn phạm trù đó, trong bốn phạm trù giáo dục thì cái phản tri thức đó rồi mình học tứ trụ. Mà khi mà lên tới cái mức độ thứ hai đó là cái mô hình nó giáo dục tỉnh thức đó ha, chứ không phải là mô hình giáo dục thăng tiến nữa đó. Thì với cái mô hình giáo dục tỉnh thức đó thì cái phần mà tri thức đó thì mình học ngũ minh. Ngũ minh tức là năm cái ánh sáng đó, năm cái mà nó ích lợi đó, năm cái công cụ đó ha. Nó bao gồm đó là nhân minh, nội minh, thanh minh, y phương minh, công xảo minh. Nó nằm cái đó gọi là ngũ minh. Trời ơi dỗ ha, bé bé biết đan chi thùng luôn ha. Nhỏ chắc giỏi bốn thùng nè, cho nên thành ra biết đan chi thùng. Thấy đọc nhiều rồi ha. Rồi như vậy đó thì từ từ đó cái mình được học mình được biết á. Cái nhà này ha, cái nhà này mạnh mẽ ghê đó, đan chi thùng không à. Đang di thun bún thun bánh đũa rồi không à ha. Thì đó cái đó là cái quan sát đó thực thực tế thực hiện vô sẵn sàng vô như vậy đó được chưa. Như sáu minh ha. Nó sáu minh rồi cho nên thành ra ngũ minh là xưa với nó rồi không. Rồi đó, rồi cái thứ hai là quan sát bằng hình ảnh. Quan sát bằng hình ảnh tức là cái hình chụp thôi, hình chụp thôi chứ không có thực tế được đó. Thì trong cái trường hợp này bây giờ nó lại tiến bộ hơn đó quý vị. Nó tiến bộ hơn là gì? Là quan sát được bằng cái video. Hình ảnh nó bây giờ là thêm cái video vô, hiểu ha? Đó là video vô đó thì nó cũng là một cái dạng quan sát đó. Ví dụ như làm cái thí nghiệm gì đó, cái mình cho học sinh nó coi trên đó, hoặc là mình cho nó xem cái sông Đà chẳng hạn. Mà mình học hồi xưa là người lái đò sông Đà đó của Nguyễn Tuân đó, nhớ không? Con sông Đà mà nó hồng hộc mà nó hung dữ đó, nó lồng lộn
như hàng ngàn con trâu mộng giữa rừng vầu và rừng tre nứa nổ lửa đó. Mà hỏi cái sông Đà là biết, có biết sông Đà không? Không biết. À, rồi thôi thôi dẹp luôn đi, cái chế ngồi đó làm gì nữa. Ừ, không biết sông Đà rồi sao sao biết được đâu nói. Rồi mô tả nó thắt lại như cái yết hầu, rồi biết nó thắt lại như cái yết hầu là sao. Rồi nó dựng hai cái vách, nó dựng 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 đứng lên đó, thì hai cái vách nó dựng thành vòng đó là dựng là sao. Rồi có biết gì đâu, chứ không có như như tiêu rồi đó, là không có quan sát ha, không có quan sát đó, thành thử đó, cái đó là một sự thiếu sót ha, một sự thiếu sót đó. Chúng tủ hả? Cái chúng cái tủ đó, đó mà ngay cái tủ ngu đó con. Ngay cái tủ ngu á là học mà không biết gì hết trơn á. Thành thử ra đó cho mình phải phải tìm tìm tòi. Thí dụ như ngày xưa học mình không có cái điều kiện đó, mà nó không có cái điều kiện đó thì sao, thì năm mình lớn lên mình phải đi tìm hiểu à, mình phải tìm hiểu chứ. Hồi đó mà tôi có ra tới cái sông Đà chưa, tôi chưa có đặt chân tới cái sông Đà bao giờ đâu mà tôi biết. Nhưng mà đó, cái bài đó dạy về sông Đà là tôi biết ha, trong đầu tôi đó nó có cái hình ảnh sông Đà hiện lên liền à, và cái đoạn sông Đà như thế nào, đoạn nào vân vân là mình biết đó. Hay gì mình có nè, mình có quan sát bằng hình ảnh, bằng video, cho nên mình có các tư liệu, cái dữ liệu trong đầu mình gì nó. Mà khi mình đọc vô đó là trời, ông này ông hay, mà chỗ này ông xạo nè, chỗ này ông nói gì là nói xạo, nó quá nè, nó có đó, nó có cái những cái hút như vậy đó, nhưng mà nó không có hút giống như ông mô tả ở đâu. Nhà văn nó láo, nhà báo nói thêm đó, mà ông là vừa là nhân và văn vừa nhà báo luôn, thành ra ông nói quá trời luôn ha. À, cái mình đọc vô mình biết được á, đâu là cái nghệ thuật ông đưa vô, đâu là cái sự thật. Nó nói vậy đó, mình không có quan sát khó lắm nữa không. Cho nên đó cần ha, cần quan sát. Ba là pháp thuật, tức là dùng cái tiếng đồng nghĩa, dùng tiếng phản nghĩa, dùng tiểu dẫn, dùng thí dụ, dùng để cụ thể những cái có tính cách trừu tượng. Cái này nghĩa là cái gì, là dùng cái ngôn ngữ đó quý vị. Cái thứ ba là dùng ngôn ngữ để mô tả, để kể lại, để diễn lại, nhằm làm cho người khác có thể mường tượng được cái vấn đề đó. Đó là cái cách thứ ba. Vậy thì mình đã có ba cách ha, mình có ba cách, và cái thứ tự là đúng là nó theo từ trên xuống luôn, cái mức độ tối ưu của nó đâu quý vị. Cái mà nó xịn nhất là quan sát trực tiếp, cái mà nó xịn nhất là cái quan sát trực tiếp. Rồi mà nếu như không quan sát trực tiếp được thì hình ảnh âm thanh video ha. Mà hình ảnh âm thanh video không được thì sao, thì kể lại. Đó là ba ba cái công cụ của nó. Quý vị được được cái đó không? Rồi bắt đầu tôi mới hỏi quý vị nè. À, quý vị được cái đi rồi bắt đầu tôi mới hỏi nè. Ok. Rồi bây giờ tôi hỏi quý vị nha. Rồi bắt đầu tôi hỏi quý vị nè. Rồi đó mà quý vị dạy toán á. Rồi quý vị dạy toán nha. Mà quý vị dạy toán mà như là giới hạn nè, tích phân nè, à, lượng giác nè, dãy số nè, quỷ tích rồi nè. Rồi quý vị làm gì? Quý vị cho nó coi coi thực tế ha. Quý vị cho nó coi thực tế ha. Đem cái quỷ tích ra cho nó coi ha. Đâu đem ra cho nó coi. Rồi quý vị cho nó coi hình ảnh nha. Rồi rồi đâu đem ra cái hình ảnh quỷ tích ra cho nó coi. Đeo đem cái hình ảnh giới hạn ra cho nó coi. Rồi đeo đâu đem hình ảnh tích phân rồi cái cho nó coi. Rồi quý vị mô tả hay dùng lời để mô tả ha. Mô tới mô tê răng rứa luôn. Xin thưa quý vị, ba cái phương pháp này nó dành cho loại hình tri thức gì? Đó, cái này là ổng bị sai nè. Ha, ổng bị sai, ổng không có nói. Ổng chỉ nói được này phương pháp hay hay hay. Bậy. Đâu phải cái loại hình tri thức nào cũng làm được ba cái này đâu. Vậy thì theo quý vị cái loại hình tri thức nào thì dùng được ba cái này? Hơi khó ha, hơi khó ha. Cái chuyện gì mình đâu có biết cái loại hình tri thức gì đâu mình trả lời được. À, vậy thôi để tôi nói luôn cho quý vị nghe ha, để cho nó có kinh nghiệm thôi. Thì cái đó bên lớp trải nghiệm làm giáo dục thì họ học kỹ cái đó thôi, bình bình đó. À, còn tài năng là tới E, ô tới T, T mấy vậy, T4 mà, T4 mà. T3 có giới thiệu rồi, T4 học vô đó. À, nó có 6 cái loại hình tri thức rồi. Nó có 6 cái loại hình tri thức.
mà các loại hình trí thức mà có thể sử dụng được ba cái này làm cái công cụ đó quý vị ha. Thì nó bao gồm nè, cái loại hình tri thức á, mà liên quan tới khoa học thực nghiệm. Khoa học thực nghiệm sử dụng rất triệt để ba phương pháp này để giáo dục ha. Khoa học thực nghiệm đó là sử dụng triệt để ba phương pháp này luôn, như là lý hóa sinh đó quý vị, và những cái môn khác nữa à, mà tiêu biểu ở trường hiện nay quý vị coi đó. Rồi đó bắt đầu nó kém phần hơn là khoa học xã hội và nhân văn, là nó kém phần hơn. À, rồi đó nó cũng nhiều nhiều cái này nó là khoa học ứng dụng, được không, được không, được không. Nó có ba cái đó là ba cái loại hình tri thức mà nó có dùng tới các cái cách này để giáo dục. Vậy thì những cái môn mà thuộc các loại hình tri thức đó thì mới dùng được, còn các môn thuộc loại hình tri thức khác thì thôi dẹp đi. Thành thử ra đó là một quý vị mà nghe cứ đổi mới phương pháp giáo dục làm cho học sinh trực quan nọ kia đó, mấy cái ông nói câu đó là toàn mấy đứa dốt không à, toàn mấy đứa dốt mà nó nói cái câu đó. Mà quý vị cứ mở đài lên đó là nghe ra rả mấy cái ông mà là cấp cao về giáo dục rồi mấy ông phát biểu nó dèo dèo rồi đó, kêu ổng dậu xuống đi giải giới hạn tích phân đó, đi rồi trực quan sinh động cho tụi nó tào lao. Không phải loại hình tri thức nào mới trực quan sinh động được, đâu phải loại hình tri thức nào cũng trực quan sinh động được đâu. Cho nên những cái nhóm mà trực quan sinh động, mà ba cái nhóm mà nãy tôi nói quý vị đó, ba loại hình tri thức đó thì trực quan được. Thành thử là nếu mà cái người đó mà giảng dạy đó, cái người thầy đó không có làm trực quan đó thì đó là một cái thiếu sót ha. Cái đó đó là một cái sự thiếu sót. Thành thử ra quý vị thấy đó là gì, đánh tráo khái niệm, đánh này đó là đánh lận còn đen, nó gồm nhiều hết. Tại vì sao, nó không biết là trong đó nó có cái gì, thành thử ra nó không có chia trường hợp ra đúng được à, mà nó chỉ nói một cách chung 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 vậy thôi, thì cái đó là sai rồi, đó là sai nha. Thành thử ra mình học mình hiểu biết đó, cái mình phải trả cái đúng rồi cho cái đúng, trả cái sai cho mấy ông. Hoặc cái đúng mình giữ, cái sai trả phải đi chứ, đưa lấy về làm gì, thấy không, đúng mình giữ lại sai trả đi. Toán học là khoa học cơ bản à, toán nó thuộc vào khoa học cơ bản. Nó có 6 cái loại hình tri thức rồi đó ha. Cái thứ nhất đó là khoa học cơ bản à, như là toán này, như là triết này, là thần học rồi đó, vân vân, thì nó là khoa học cơ bản, hiểu không. Cái thứ hai đó là khoa học thực nghiệm à, khoa học thực nghiệm. Cái thứ ba đó là khoa học xã hội và nhân văn à. Cái thứ tư đó là khoa học ứng dụng à. Cái thứ năm đó là nhóm ngành ngữ học, và cái thứ sáu đó là nhóm ngành khoa học tâm linh. Nó là có 6 cái nhóm ngành khoa học, và nhóm như 6 các nhóm mà tri thức nó khác nhau à, nó như vậy đó. Cô My giới thiệu cho cái buổi talk show đó ha. Khoa học cơ bản là về tư duy logic đó, hả? Không có phải con. Các cái đó là các cái năng lực mà các phân môn hay là các cái loại hình tri thức ở trong đó nó chuyển tải. Các cái loại hình tư duy đó đó là các năng lực tư duy căn bản. Các năng lực tư duy căn bản ai cũng có. Năng lực tư duy căn bản ai cũng có, nhưng không tự động phát triển thuần thục được nếu không luyện tập. Còn kịp chưa? Thành ra các năng lực tư duy căn bản đó phải được giáo dục rèn giũa, phải được giáo dục rèn giũa để mà nó phát triển lên, để mà nó phát triển lên. Thì lúc bấy giờ các năng lực tư duy căn bản đó nó có rất nhiều loại, mà mỗi một loại hình tri thức thì nó rèn giũa một hoặc vài cái năng lực nhất định cho mình, được không? À, thì trong đó có cái năng lực tư duy logic, thì cái năng lực đó đó nó cái môn mà nó hỗ trợ để mà tư duy logic cái đó à, mà logic cái dạng là cục bộ đó, thì toán nó hỗ trợ rất đắc lực cái điều đó à. Ngoài ra đó còn triết học nữa à, đó đâu phải có nhiều đó đâu, ngoài nó còn có cái siêu hình học nữa, nhiều môn lắm, nhiều môn nó hỗ trợ cho cái chuyện đó lắm. Rồi bắt đầu người ta biết vậy thì người ta mới bắt đầu người ta xếp môn vô, lẫm môn nào để bỏ vô chương trình để mà đào tạo cho các bạn, để bạn có cái năng lực đó. Đấy, đấy là cái khoa học giáo dục mà người ta phải làm, là làm như vậy đó.
nha, chứ không phải chọn đại môn nào đó bỏ vô rồi cho đứng chuẩn bị bắn, nằm chuẩn bị bắn, bò chuẩn bị bắn vậy đó, rồi rèn luyện không biết rèn luyện cái gì nữa. À, không thì cái đó là nó sai, nó sai về mặt giáo dục ha. Các bạn có kịp không? Siêu siêu hình học của Tây đó, à, học cũng mệt mỏi lắm à, tại vì mình cũng có từng có cái lớp đó học siêu hình học đó, rồi xong rồi cái nó lặn hết trơn luôn rồi, cái nó đứt bóng từ bi, cái bắt đầu mình mới tụt xuống đó. Thiệt chứ, à, nó không có nổi đó, nên là thành ra phải từ 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 vậy đó. Các thủ thuật ấy sẽ làm cho trẻ biết tượng hình, biết tượng hình tức là trừu tượng về mặt hình ảnh á, các sự vật một cách rất nhanh chóng, nhanh chóng cho đến nỗi mỗi khi nghe nói đến tên sự vật là tức khắc nó tượng hình được những sự vật ấy ra ngay. Cũng nhờ ở cái thủ thuật này đó mà sự học hành của trẻ con trở nên nhẹ nhàng và vui thú. Thì đó, với những cái nhóm mà khoa học tri thức giống như nãy tôi nói quý vị đó, nhóm tri thức đó đó, thì mình rất cần cái này, vô cùng cần luôn. Và mình học đó mình cũng phải làm như vậy, mình cũng phải làm như vậy. Nhưng mà tiếc hay đó, những cái môn mà tôi đi vô, tôi đào sâu vô đó, thì nó không có thuộc về cái đó, nó không có thuộc về cái đó. Thành thử ra đó, cái phương pháp này nó trở nên vô dụng với tôi. Mà quý vị nào mà muốn đi sâu vào những cái phương pháp này đó thì phải qua tới giai đoạn sau đó, tới cái giai đoạn mà ngũ minh nãy tôi nói đó, thì đó là phải phải làm à, là phải phải làm theo cái cách này thôi, không khác được, tại vì nó có những cái môn đòi hỏi cái đó rồi. Thí dụ như đó mà các bạn rất là thích y phương minh, các bạn cứ hỏi hoài và truy học cái đó, phải học cái đó đó, mà theo nó không có được. Mình học cái đó đó phải bục sở thị, phải ra đồng ra ruộng bóc cái cây lên, hỏi cây này cây gì ha, chứ không phải là bóc lên cái giò giò lẩm miếng bỏ miệng coi thử rồi cái vị nó gì để biết cái cây đó, chưa biết nữa là cây chết rồi đó. Rất cho nên đó mình học là phải đích mục sở thị như vậy đó, là rất cần cái sự mà quan sát trực tiếp, rất cần quan sát trực tiếp đó, đó là y phương minh nó phải dạy. Rồi công sở minh cũng vậy, công sở minh nó cũng phải dạy trực tiếp nữa chứ, đâu có người học online được. Đâu có học online được, bên đây tôi đang rổ, bên kia đang đi, trời ơi các bạn đang đang đi nghe, đang nói vậy 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 đó, đang lên rồi đem dục bỏ, đâu có làm được. Thành ra cái đó đó là phải học trực tiếp. Nó như thế đó quý vị. Rồi đó mà ở trong đó đó mà liên quan tới nội minh đó, mà liên quan tới hành thiền cũng vậy, cũng phải học trực tiếp nữa, tại chứ phải nhìn thấy sửa ngay tức thì đó, chứ đâu có online được. Thành ra nó cũng có nhiều cái cản trở như vậy, mà phải tới cái giai đoạn sau đó, mô hình giáo dục tỉnh thức thì mới tới nó. Nhưng phép trực quan không phải là phép tuyệt đối, vì nếu chỉ dùng một mình phép ấy thì chỉ có thể giúp cho trẻ có hiểu, con trẻ con nó hiểu qua cái sự vật chung quanh nó mà thôi. Nay muốn cho những cái điều hiểu biết ấy in sâu vào óc và phát triển thêm ra để nâng cao trình độ trí thức của nó lên, thì cần phải làm thế nào đem đổi cái năng động ra làm tự lực, nghĩa là sáng tạo, hình dung những sự hiểu biết ra những thứ hình ảnh thích hợp với những tính năng của mình. Đó mình thấy không? Ngài cũng cố gắng đó, ngài cũng cố gắng diễn đạt, mình cũng ghi nhận cái đó, tội nghiệp diễn không có ra. Thì cái ý cái đoạn này đó là cái gì? Cái ý cái đoạn này đó là không có phải lúc nào cũng làm được cái trên, mà mình còn phải làm cái khác, mà không biết cái khác là cái gì. Mà cái khác đó để làm gì? Thì để phát triển thêm những cái năng lực tư duy trừu tượng cao cấp hơn cho người học, mà cũng không có ra diễn tả vòng 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 như vậy đó. Thì quý vị đọc đó, cái đoạn đó quý vị phải hiểu là ngài muốn nói như vậy đó. Rồi quý vị hiểu chưa? Vậy thì đó, các cái loại mà trừu tượng giống như mà ngài mong muốn ở đó đó, thì hồi nãy tôi có nói với quý vị đó, nó nằm ở đâu? Nó nằm ở đâu? Nó nằm ở hai cái nhóm ngành đó. Cái thứ nhất là nhóm ngành khoa học cơ bản, thứ hai là nhóm ngành khoa học tâm linh. Hai cái nhóm đó, hai cái nhóm tri thức đó đó là nó phát triển các cái năng lực tư duy trừu tượng cho quý vị, những cái thứ mà không thể sờ mó đụng chạm được.
không thể sợ mó đụng chạm được, mà phải là thiệt sự đó là một sự suy tư động não, tư duy triết học đó, để mà xem xét đánh giá vấn đề được, chứ chứ không có thể mà mình nhìn trực tiếp được. Giống như nè, nữa tôi hướng dẫn cho quý vị cái lớp luận lý đó, mà LT1 có thì khỏe ha, còn khỏe, chứ mà tôi thấy LT2 cái tôi xấu mình, nào tôi xấu mình là tại trong đó nó có logic toán, mà logic toán đó là tôi mệt mỏi lắm. Tại vì sao như vậy ha? Tại vì quý vị lủng kiến thức nền, quý vị lủng kiến thức nền, thành thử ra đó là nghe tới một cái chữ gì đó cái không có hiểu, không có hiểu là không có hiểu cái chữ đó hà, chứ không phải không có hiểu bài đó, mà cứ ngỡ là mình không có hiểu cái bài đó luôn. Quý vị kịp không? Tự mình á là dán cái bệnh vô trên trán của mình như vậy đó, rồi hỏi sao học được, rồi hỏi sao học được. Cho nên thành ra đó, mình không hiểu cái nào là mình khu hẹp nó lại đúng cái chỗ đó thôi. Tôi không hiểu cái chữ này nè, giải thích cái chữ này cho tôi, giải thích cái chữ này rồi hiểu chưa, hiểu rồi là coi như xong rồi đó. Chứ không phải không hiểu một chữ mà nói là không hiểu một bài, không hiểu một bài nói không hiểu cái môn đó luôn. Trời đất ơi, chịu nổi đời không? Đừng có vậy nghe, mình đi học mình vậy là chết chết liền á, mình không hiểu một chữ cái mình bỏ luôn môn. Trời ơi, cái đó là ngu dốt đó, cái đó là ngu dốt đó. Vì vậy hãy thật là cẩn thận, hay là cực thật là cẩn thận cái đó. Mà cái đó đó là mình phải lo cho mình á, chứ giảng sư người ta đâu có biết được đâu. Giảng sư á, người ta nói một lèo vậy đó là mấy chục chữ, mấy trăm chữ thuật ngữ, người ta đâu có biết mình lủng cái chỗ nào đâu. Mình không hiểu cái chỗ nào cái mình phải hỏi, mà hỏi một câu mà nó đáng sợ nhất đó, khi mà giảng sư người ta trả lời là này này con không hiểu chỗ nào, cái mà học viên nó trả lời một câu là mình chỉ biết là mình lắc đầu thôi, và con không hiểu hết luôn là mình chỉ lắc đầu thôi. Sai là mình biết nó là bị gì, nó bị ám ảnh, mà cái đó là nó không có trị bằng cái môn nó được, mà phải qua tâm lý mới trị được. Mình phải qua tâm lý mình mới trị được đó. Cái đó mình phải dừng cái môn học rồi, cái mình mời đó mình vô nơi một cái căn phòng hết sức là nhẹ nhàng êm ái, nhạc thư thái, rồi có bình nước trà rồi uống đó, mình thoải mái tinh thần rồi đó, cái rồi mình mới giải thích ra. Tương tự đó là mình dẹp luôn cái môn đó, mình chuyển qua mình dạy tâm lý trị liệu, là mình thực hành trị liệu tâm lý, ta dựa qua cái bệnh khác rồi, nó đâu có nằm ở trong cái bệnh đó nữa đâu. Có gì kịp không? Có gì kịp không? Thí dụ như bây giờ nè, tôi đem một cái câu tích phân nguyên hàm đó của lớp 12 tôi đem xuống cái lớp 1 tôi dạy, nó trố vào mắt tôi, nó nhìn tôi, nó không hiểu gì hết. Đúng, xin thưa quý vị là nó nói đúng, cái đó là mình bị điên, mình dạy như vậy là mình bị điên, chứ nó nói đúng. Nhưng mà một cái người đó mà học một cái môn trong cái trình độ của người đó đã đạt đến để học được cái môn đó, mà nói qua một câu không hiểu cái gì hết là thấy có vấn đề đó. Là thấy có vấn đề đó. Quý vị kịp chưa? Quý vị kịp chưa? Thành thử ra phải sửa cái chỗ đó. Không hiểu chỗ nào, khu hẹp về cái chỗ đó mình không hiểu. Chứ mà mình đừng có nói là không hiểu chung. Rồi đó, có trường hợp gì nè, nó không hiểu không phải là nó không hiểu, mà bởi vì nó không nắm được cấu trúc câu. Quý vị kịp chưa? Cái cấu trúc câu đó nó không có nắm được cái cấu trúc câu đó. Nó không hiểu cấu trúc câu chứ không phải là nó không hiểu cắt ra từng khái niệm trong cái câu nó hiểu hết. Mà gáp vô chung một cái câu nó không hiểu cấu trúc câu cho nên nó nói nó không hiểu. Hỡi nó không hiểu chỗ nào không hiểu hết. Rồi coi như dẹp. Dạy gì nữa giờ, không hiểu hết thì dạy gì nữa giờ, đâu còn cái gì để mình bơi vô nữa đâu. Quý vị kịp không? Cho nên mình rút kinh nghiệm. Mà mình nói cái câu đó mà giảng sư người ta vẫn cố gắng người ta trả lời cho mình, nói là cái người đó gọi là thánh này đó, ha, gọi là siêng năng siêu phàm đại độ thương yêu rất là nhiều, người ta mới nói đó. Chứ hôm hồi là ta im lặng, người ta im lặng à, người ta mỉm cười vậy đó, chứ bây giờ mới trả lời gì vậy, nó không hiểu hết thì còn gì đâu trả lời. Hãy kịp không? Nó thành ra đó, mình khôn khéo mình đừng có trả lời đó, mình trả lời cái mình nó không hiểu hết rồi coi như chết liền đó, là mình đào mồ chôn mình, hiểu được chưa? Để mình không có mày mò tự kỷ tự kỳ thị toán ha.
Thì ví dụ một chỗ không hiểu cấu cấu trúc câu đó, những cái dạng cấu trúc câu mà nó lặp tới lặp lui lặp xuôi lặp ngược ở trung tâm, nó có một cái bảng mà tôi không có nhớ được đầy đủ. Cái chi đó, một cái bệnh như gì đó, à để tôi mở lên liền, để tôi mở lên liền. Ở trong cái luận lý có, ở trong luận lý có một cái câu, để tôi của cái ông đâu rồi ta, đây cái câu này đó là hồi xưa đó dạy luận lý đó là hầu như đó các bạn là không hiểu. Đây, tồn tại là có mà không có nghĩa là không tồn tại, cho nó nói vậy đó. Đó cái câu nó vậy đó. Rồi cái bắt đọc vô câu, ủa này nó nói gì ta, tồn tại là có mà không có nghĩa là không tồn tại. Rồi cái đứa ra sao, tồn tại là có mà không, cái đứa khác không, tồn tại là có mà không có nghĩa là không tồn tại. Cái đứa khác đó, tồn tại là có mà không có nghĩa, có nghĩa mà không có nghĩa, mà là không tồn tại làm sao, nó không có hiểu. Là tại vì cái câu đó, nó cái nó không hiểu, đọc nó không hiểu, nó không hiểu là nó không có hiểu cái cấu trúc câu, không có biết cắt ở đâu, hiểu mệnh đề như thế nào, mà nó cứ nghĩ là nó không có hiểu gì trơn. Người này nói gì không hiểu gì trơn, không hiểu gì trơn vậy đó. Cái ngồi đó dậm chân bập 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 xì bọc cua. Vậy đó, có như tiếu ấy, có như tiếu ấy. Mà triết học chuyên gia mấy ông xài mấy câu vậy không, triết học đó là chuyên gia là xài câu vậy không. Dĩ nhiên là thầy đâu có vô thầy giải đáp đâu, thầy chỉ ví dụ cho con thôi, thầy đi vô thầy giải đáp cái câu đó đó là hết tiếng gửi. Hồi xưa ta học luận lý giải câu đó không tiếng gửi. Cái này thầy chỉ ví dụ thôi, tại vì con cần cái ví dụ thầy ví dụ để cho con biết vậy thôi đó. Cho nên thành thử ra đó, thầy thiết kế cái LT1 có 12 bài mà học 16 tiết, đăng chi vậy, đang đang trường hợp như vậy đó, mà nói một câu rồi mà nó mà ai không hiểu gì hết, không hiểu gì hết, không hiểu gì hết, mà điều trời cho như là mình biết rồi đó, là mình biết là nhiều khi 16 tiết thôi qua tới 32 tiết luôn, là bị những cái chướng ngại về tâm lý, không có phải á, là nó thuộc vào trong cái mặt đó là tri thức, chứ không, nó không có thuộc vào mặt tri thức, nó thuộc vào tâm lý, mà không có gỡ ra tâm lý đó là cái như là tiêu, là cái đó không có hiểu được. Bệnh tâm lý mà cứ nghĩ là mình dốt cái môn đó không, mà không phải, không phải dốt cái môn đó. Thành thử ra đó mình phải gỡ ra à, nói vậy đó. Cái đó chưa có xếp lịch nữa đó Tuệ Linh, cái đó từ từ đi ha, từ từ đi đó, để chỉ sau cái buổi mà mình tọa đàm mà đó, rồi cái mình mà mình sắp xếp với lịch thêm sao. Đúng rồi đó cô mày, cái đó là cái quan trọng nhất á. Trước là trước tiên á là mình đừng có sợ nó, trước tiên là mình đừng có sợ nó, mình sợ nó là coi như là mình không học được cái gì hết trơn á, mình sợ là không học được gì hết trơn á. Mà cái này là trong Phật học đó người ta cũng bị cái đó đó quý vị, người ta bị sợ cái môn Abhidhamma là sợ cái môn thắng pháp ha, mà bắt đó thì nó sợ Hoa Nghiêm ha, nó sợ di thức hay là pháp tướng tông đó, nó sợ đó. Tại sao vậy, phức tạp quá nó sợ, đọc vô nó không hiểu cái nó sợ. Mà nó sợ như vậy thì làm sao nó học được, cho nên nó ngu chắc, nó cầm nó ngu chắc vậy đó. Thành ra mình đừng có nó rớt vô trong cái sự chướng ngại như vậy. Kẹt chỗ cứ đi. Đúng rồi đó, đó Linh, đúng rồi đó Tề Linh, mình nói mình đừng có dính vô, mình không hiểu thì mình học cho hiểu thôi, có gì đâu mình phải sợ. Mà khi mà mình sợ sanh lên cái đó là nó không tốt rồi, nó bất thiện, bất thiện nó đẻ rồi bất thiện nữa, sao mà mình hiểu được. Sao mình hiểu được, mình phải học trong một cái sự quan hỷ quan vui ăn vui thì mình hiểu được, nó luôn như vậy đó. Ủa ai có ai ghi khai giảng cái đó đâu, có ai ghi khai giảng gì đó đâu. Con tưởng nó cũng là tưởng tưởng tượng nữa đó. Rồi
là cái chỗ này đó để mở nói thêm như vậy thôi. Muốn được như thế thì giáo phải dùng các phương pháp hoạt động, thì đây là một cái nó dựa trên nền của tâm lý hoạt học hoạt động đó. Tâm lý hoạt học hoạt động đó là nó của Liên Xô, mà quý vị muốn tìm hiểu mà chỗ nó sâu đó, quý vị phải tìm hiểu tâm lý học hoạt động của Xô Viết đó, hay lắm, hay lắm. Mà cái này nó dính cho giáo dục nhiều lắm đó quý vị, nó dính cực kỳ cho giáo dục luôn đó. Giáo dục đó thì có hẳn luôn một cái trường phái đó là học tập trong hoạt động và bằng hoạt động. Ha quý vị đó mà làm giáo dục đó thì quý vị nên tìm hiểu thêm cái môn đó. Ha, đó là giáo dục trong hoạt động hay là dạy học trong hoạt động và bằng hoạt động. À, tức là mình tổ chức các hoạt động rồi mình ở trong các hoạt động đó và mình dạy bằng chính những hoạt động đó, hay lắm. À, mà cái môn đó thường ở ở ở trường đại học đó dành cho dân sư phạm là cái môn tự chọn. Hồi thời tôi học đó là cái môn tự chọn. Thời mấy đứa nhỏ ở đây nó học đó là mất luôn môn đó này. Là môn đó là nghe đồn mất tiêu rồi, không ai dạy nữa trơn á. Nó lủng vậy nè. Không biết hồi thời thời cô Tú học còn không ta? À, thời cô Tú học đó là đã có cái môn đó không? Ừ, Nghị Trang nè, giờ là giờ còn không? Bên bên cái ngành con còn có cái môn nào vậy không? Ừ, dạy ha, giáo dục hay là dạy học đó trong hoạt động và bằng hoạt động. Cái môn đó dựa trên nền tảng của tâm lý học hoạt động Liên Xô để mà xây dựng cái phương án giáo dục đó, hay là cái quá trình giáo dục đó, nó hay lắm, rất là hay. Không biết nó có trên đời. Tại vì đó là mình phải có đó, mình phải biết được những cái công cụ đó đó thì mình dạy đó nó mới dễ, hay mình dạy nó mới dễ. Thì cái tự trung lại của nó là gì, là cho người ta trải nghiệm đó, cho người ta trải nghiệm ha, cho người ta trải nghiệm cho hết hoạt động này tới hoạt động khác tới hoạt động kia, rồi từ các hoạt động đó đó là cái rút ra bài học, từ hoạt động rút ra bài học, từ hoạt động rút ra bài học, tức là trẻ nó không có chán, trẻ nó không bao giờ chán trước cái phương pháp dạy học cứ giống như vậy. Tại vì nó được thực hành, nó được hành, nó tham dự thực hành, tham dự thực hành, tham dự rồi đó, rồi sau đó đó là nó rút ra được hướng dẫn, rồi nó rút ra bài học thì nó thích lắm, mình đưa cho nó các hoạt động. Mà các hoạt động đó đó mà xịn hay dởm đó là do ông thầy. Hà, cái ông thầy xịn đó thì ông đưa ra những cái hoạt động mà cho trò đó nó phải suy nghĩ, nó phải động não để mà nó giải quyết, và sẽ nó bị dứt rớt vào trong một cái chướng ngại nhận thức nào đó, nó sẽ phải rớt vào chướng ngại nhận thức nào đó mà ông đã tính trước hết rồi. Hà, và khi đó mà làm cái đó rớt vào chướng ngại nhận thức đó, cái là ông bật cái chỗ đó ra, ông dạy cho nó liền, cái nó nhớ. Ha, nó nhớ cái chỗ đó, cái bắt đầu đó từ những cái đó các bạn khái quát lên bài học. Như vậy ta đưa ra cái khái niệm, ha, đưa ra tính chất khái niệm, nội hàm ngoại duyên khái niệm, và đưa ra các ví dụ cho khái niệm đó, cái là thế là đứa trẻ nó nắm được vấn đề. Ha, nó rõ, mùng một luôn. À, thì thành nó rất là hay, trong cái cách giáo dục đó. Ừ. Có gì có mường tượng được không ta? Ok. Cho nên mình nhớ mình cũng tìm hiểu thêm ha, mình tìm hiểu thêm đó để mình có thêm các cái công cụ, hay lắm, mấy cái đó nó hay lắm. Mà mình không có biết đó bất lợi lắm, mình làm giáo dục á không biết mấy cái đó bất lợi đó ha, mình đi đi dạy đó mình có mấy cái đó bỏ túi đó, tiện vô cùng luôn vậy đó. Và nó mới là một thôi, nó một loại thôi, nhiều phương pháp lắm, mà cái phương pháp đó đó thì lên qua qua mấy cái lớp e thì nó đi sâu hơn cho mình, và cái môn này khá yếu đó thì nó hỗ trợ cho cái lớp e đó để mà quý vị đó nắm thêm biết thêm được. Rồi tới phương pháp rồi nè, người nói về phương pháp giáo thụ nè, tức là phương pháp giảng dạy đó. Phương pháp hoạt động là mới nói nãy đó. Phương pháp này không phải là một phương pháp mới xuất hiện như nhiều người lầm tưởng. Nó chỉ là một thể riêng của hai phương pháp vấn đáp và diễn giải,
vấn đáp đấy mà thôi. Cái này đó mà sau này đó thì người ta gọi nó là dạy học bằng đàm thoại gợi mở. Đàm thoại gợi mở tức là mình trao đổi đó, hay là truy vấn theo cái nghĩa của cái Socrates đó thì đó cũng được, có nhiều cách khác nhau. Thì thiệt sự ra về phương pháp nó đa dạng lắm, mà cái người nào mà họ nhanh nhẹn và linh động đó thì họ đổi gì đó cái thành ra cái bài nó hay, cái bài giảng nó gây ra được sự chú ý, hay là nhờ họ linh hoạt vận dụng nhiều phương pháp trong cùng một bài, chứ không có chuyên vào một cái phương pháp cụ thể nào hết. Mình phải nắm hết như vậy đó, trong trường hợp nào dùng cái nào cái tự mình suy chuyển qua thôi. Cái đặc sắc của phương pháp này là sự hoạt động dạy theo hướng này, học trò bắt buộc phải suy nghĩ, phải nói, phải viết, phải vẽ, phải tìm tòi, nghĩa là phải hoạt động một cách khác thường, một cách khác thường tức là không có ngồi yên đó, mà bằng các hoạt động trí não của mình, bằng các hoạt động trí não của mình, bằng tay chân, và phải đem cái khiếu thông minh, sự hiểu biết của nó ra mà ứng dụng vào trong cái việc đó. Chỉ đó là cái học và học bằng hoạt động. Ví dụ như đó có những cái chỗ cái tôi phải đi kêu các bạn đó đánh ý kiến của các bạn lên, tôi cho ra những cái để tôi hỏi các bạn, nó là dạy học bằng hoạt động. Rồi có những cái đó mà tôi biết đó là tôi hỏi lên đó mà tôi kêu các bạn đánh lên đó là các bạn sẽ sai. Tôi biết đó nó sẽ có bao nhiêu trường hợp sai như vậy, sai loại nào. Rồi bắt đầu các bạn đánh lên cái tôi biết, vậy là cái lớp này thường sai theo cái kiểu này, cái mình sẽ hướng dẫn cái cách để đối trị với cái sai đó. Chứ nó ích lợi lắm, nó có nhiều cái nó hay lắm. Mới rồi có lo cái gì cho người ta có cái sự hoạt động để mà động não, động não lên. Cái đó đó thì các bạn đó không có chuyên sư phạm thì sẽ khó mường tượng được. Khi mà mình dạy học đó mình đưa các hoạt động là đưa làm sao ha, thì mình cứ tưởng tượng là hồi xưa mình đi học đó thầy cô cho mình hoạt động nọ hoạt động kia này đó, thì nó tương tự như vậy thôi. Vậy là làm cho não tuệ ta mỗi ngày mỗi phát triển thêm lên, mỗi ngày mỗi sáng suốt thêm lên, càng tinh tấn càng lanh lẹ thêm lên, là cái đặc tính thứ hai của phương pháp hoạt động. Nhưng mà cái phương pháp hoạt động này đó thì nó lại đó phải kết hợp với một cái phương pháp khác đó, mà người ta chưa có đó, đề cập tới một cách nó sâu sâu rộng nhiều, mà ở trong các cái hoạt động mà liên quan tới diễn thuyết đồ đó, hay là nhạc kịch đồ đó thì người ta mới nói tới nói thôi. Tức là cái gì? Tức là giải quyết các cái nút thắt tình huống, hay là các cái cao trào đó, các cái nút thắt tình huống hay là các cái cao trào đó, thì đi dạy học cũng phải làm được như vậy. Đi dạy học cũng lại làm được như vậy, tức là phải tạo ra được những tình huống mà nó có những cái nút thắt. Mà khi các cái giảng sư đó mà người ta giải cái nút thắt đó một cái đó là cái người học ta hoan hỷ, người học ta hoan hỷ, người học người ta nó vui, người học ta thích đó, người học ta biết ra được một cái gì đó mới. Thì cái đó đó nó phải kết hợp chung với cái hoạt động này thì cái bài học đó nó sẽ lôi cuốn, nó hứng thú hơn. Kịp kịp chỗ này không? Kịp chỗ này không? Ổn không? Ổn không? Nhớ nhớ ghi bài nha. Chứ 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 tôi không có ghi đó. Mà quý vị mà không ghi nữa là không có bài gì trơn luôn đó nha. Mà tới đây đó có ai mắc hỏi điều gì không? Có ai mắc hỏi điều gì không? Chưa thiện xảo ưa. Ông giảng sư này dạy được một buổi rồi nè. Dạy dạy một buổi rồi thấy làm sao? Thấy đứng lớp dễ hay khó? Còn hai giảng sư nữa. Trời, chứ mím xỉu nữa trời. Tội nghiệp không? Hay nghiệp. Hầu để xuống đây cho cục kẹo. Để xuống cho cục kẹo. Tỉnh tỉnh táo không có xỉu.
Nói nhiều quá. Ủa vậy rồi sao, rồi sao rồi con chịu nổi, rồi con nói rồi mà liên tu bất tận rồi chừng 2-3 tiết rồi sao mà chịu nổi, phải tập á, phải tập, nói nó hao năng lượng lắm, nói nó hao năng lượng lắm, cho nên thành ra đó phải chuẩn bị cái ly nước đường sẵn á, rất cần thiết á, mới đó mình không có quen, không có quen cho nên thành ra đó là mình dễ bị chóng mặt á, mình nói xong tiết buông ra mình thấy mình quay 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 đầu vậy đó, là biết thiếu đường á. À, thiếu đường nó rất là cái cơ thể mình nó dùng cái calo đó quá nhiều. Được chưa? Nói nha, hao 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 năng lượng lắm, tốn calo nhiều lắm á. Chắc chắc tại vì thiếu tâm lý đó cô My, tại thiếu tâm lý đó. Ơi. Phải phải phi chi mà có tốt cái bên động viên đó. Không, anh từ cố lên, từ cố lên á. Là đâu có đâu, không phải không? Thì các bạn đó mà tập giảng đó, làm giảng sư rồi đó, từ từ cái mình sẽ thấy được, nó có những cái nó rất là thú vị ở trong cái công việc đó. Tập từ từ chứ gì cũng phải tập từ từ nó mới quen được. À, không có tập thì nó đâu có quen được đâu. Rồi đó có ai hỏi gì không? Tại vì đó thì cũng không có muốn đi hết cái này đó. Đi hết đó thì lại không có kịp. Nên là mình dừng á cái chỗ này cho các bạn có câu hỏi gì hỏi. Nhớ chỗ này giúp thầy nha. Là cuối trang 15. Rồi, suy nghĩ đây có ai hỏi gì không nè? Ngủ hết hả ta? Rồi 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 cái cô giảng sư đó là tới tiết là chừng nào? Tuần tuần này hay tuần sau? Ủa vậy đó hả? Là ngày ngày nào vậy? Là ngày mai đúng không? Thứ sáu. Mà nhớ nghe, mình nói chuyện thủng thẳng thôi. Không không có ai giật cái migo của mình hết á, mình nói chuyện từ từ thôi. Hiểu không? Chứ mình không có cần đó mà phải là mình nói một cách nó vội vã như là người ta cướp cái migo mình vậy đó thì nó mệt lắm. Còn nói vậy mà nói hết tiết là nó mệt lắm đó. Ừ, sợ nên nói lẹ. Nói lẹ. Phải tập luyện đó rồi cái mình quen dần, tập luyện mình quen dần. Thì đó tạo điều kiện để các bạn tập tành à, để mà quen rồi đó. Mà quý vị ai mà mong muốn như vậy đó thì cứ đăng ký lên ha, cứ đăng ký lên cho mình đó, mình dạy đa đa văn, đa văn là không có giới hạn trong cái môn nào của mình hết á, mà đưa cái môn nào đó mình cũng có thể mình dạy được hết, không có cản trở gì, phải tập cho được vậy. Mà khi quý vị mà tập mà quý vị dạy được cái bốn trụ cột tri thức đó, mà quý vị dạy bổ trợ được đó là quý vị cứng à, chắc chắn luôn. Quý vị mà giải được một khóa rồi đó là quý vị cứng à, tại vì đó bốn trụ cột tri thức nó có tính liên ngành khoa học cơ bản mà, cho nên thành thử ra đó là nó phải đòi hỏi cái kiến thức của mình nó rộng để mình giải quyết vấn đề. Rồi ok, có còn ai hỏi gì không? Được hết không? Không có là nghỉ.
Ok. Rồi, hỏi giữ sức khỏe. Hẹn quý vị gặp lại vào thứ năm cách tuần. Bye bye, bye bye. Thank you.